Nếu có bậc đại sư chánh tu tập tùy pháp hành pháp, vì muốn kiến lập chánh pháp, phương tiện thể hiện thành bậc chánh đẳng giác, khiến người tu tập chánh hành pháp, trong đó tự nhiên có pháp cúng dường đại sư, cho nên nói đây là nhiều ít người. Nhân chánh hành đây, khả năng chứng đắc cảnh giới tịch tĩnh thanh lương là hữu dư y niết bàn, cho nên nói đây năng nhiều ít mình. Nếu trong vô dư y niết bàn giới, lúc bát niết bàn gọi là chứng đắc ngàn mé các khổ, đây gọi là lấy niết bàn làm thượng thủ, gặt hái lợi ích thù thắng do lắng nghe chánh pháp, như vậy gọi là sở hữu nghĩa rộng của niết bàn làm dẫn đầu. Ngoài đây ra lại không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm bốn năng chín muội sự thành thục của tuệ giải thoát, đó là vì chi tỳ bát xá na thành thục nên gọi là tuệ thành thục, vì chi samatha thành thục cũng gọi là tuệ thành thục. Vì cớ sao? Vì tuệ trong tâm định và nơi cảnh sở chi thành tịnh mà chuyển. Lại chi thì bát xá na ban đầu hẳn nhờ thiện hữu làm chỗ nương, nương sự nhiếp thọ của thiện hữu ở trong tánh chân thật của cảnh sở chi có hiểu rõ dục. Lại chi samatha do sự nhiếp thọ của thì là viên mãn, nương nơi sự nhiếp thọ của thì là viên mãn ở trong tầng thượng giới. Nếu có vi phạm tịnh giới, hủy hoại quỹ tắc mà bị các bậc có trí đồng phạm hạnh do thấy nghe nghi hoặc cử tội, hoặc khiến nhớ lại, hoặc khiến tùy thuận học, lúc bấy giờ phàm nhẫn chịu sự luận bàn của trách. Lại vì nương nơi sự chân thật của cảnh sở tri hiểu rõ rồi nên vui thích lắng nghe, vì nương sự vui nghe liền phát lời thừa hỏi, vì nương sự thừa hỏi nên được nghe pháp nghĩa sâu xa trước chưa từng nghe, vì luôn luôn lắng nghe không gián đoạn nên ở nơi pháp nghĩa kia chuyển được sáng sạch, lại năng khiển trừ nghi hoặc sanh khỏi trước đây. Như vậy vì giác tuệ chuyển sáng sạch nên đối với các sự việc hương thành của thế gian năng thấy quá hoạn, thân tâm chán lìa. Như vậy vì khéo tác ý tâm nhàm chán đối với tất cả sự hưng thạnh của thế gian kia nên không sanh vui mong cầu. Như vậy vì kia đối với các đạo tăng thượng sanh thế gian không tâm mong cầu, vì muốn đoạn trừ các pháp ác thú nên tâm sanh chánh nguyện. Lại vì tu tập sở hữu các thiện pháp năng đối trị kia nên tu tập sở hữu các thiện pháp đối trị tất cả phiền não, vì muốn chứng đắc quả đối trị kia cũng vì tự tâm được thanh tịnh nên tâm sanh chánh nguyện. Mười chủng như vậy năng làm chín mười sự thành thục pháp của tuệ giải thoát, thứ lớp năng khiến giải thoát viên mãn như trước đã nói. Lại theo thứ tự ba chi đã thuyết là nghe chánh pháp viên mãn, niết bàn là thượng thủ, và năng chín mười sự thành thục của tuệ giải thoát, nghĩa rộng thánh giáo của ba chi là mười chủng như vậy. Ngoài đây ra chọn không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Lại ba chi đây bao gồm vì nương nghe chánh pháp viên mãn, niết bàn là thượng thủ, năng chín mười sự thành thục của tuệ giải thoát nên biết, tức là nhân duyên tu du già. Vì cớ sao? Do nương thứ lớp đây, nhân đây, duyên đây, tu tập du già mới được thành tựu viên mãn. Năm tu tập đối trị nên biết, được thuyết ở trong ba vị có mười chủng pháp sở đối trị tu tập du già, sao gọi là ba vị? A vị tại gia, B vị xuất gia, C vị viễn ly, sống trốn thanh nhàn tu du già. Sao gọi là mười chủng pháp sở đối trị tu tập du già? A ở trong vị tại gia, đối với thê thiếp có tham tương ưng dâm dục, đối với thân thuộc và các tài bảo có ái tương ưng thọ dụng, như vậy gọi là hai pháp sở đối trị của vị tại gia. Bởi chướng ngại đây nên tất cả chủng không thể xuất ly. Giả sử đã được xuất gia do sự nhiễu động của tầm tư đây làm chướng ngại nên không sanh khởi hỷ lạc. Theo thứ lớp hai chủng pháp sở đối trị như vậy, phải tu tưởng bất tịnh và tu tưởng vô thường, nên biết như vậy là tu tập đối trị kia. Tưởng bất tịnh được có hai chủng, một nhiếp thuộc lực tu trạch, hai nhiếp thuộc lực tu tập. Trong tưởng bất tịnh, nhiếp thuộc lực tư trạch nên biết có năm pháp là sở đối trị. Những gì là năm? Một, gần gũi người nữ. Hai, ở xứ hiển rõ thất niệm. Ba, ở xứ ẩn phóng dật. Bốn, do lực thường xuyên tập quen thông cả hai xứ ẩn và hiển. Năm, tùy tình cảnh phương tiện tu tập bất tịnh mà tác ý thác loạn, do không quán bất tịnh mà lại tùy chuyển theo tướng tịnh diệu, như vậy gọi là tác ý thác loạn. Trong tưởng bất tịnh, nhiếp thuộc lực tu tập nên biết có 7 pháp sở đối trị. Những gì là 7? 1. Gốc của các sự thực hành tâm tánh tán loạn. 2. Gốc của các sự thực hành tánh hướng đến tác dụng. 3. Phương tiện tác ý tánh không thiện xảo. 4. Vì không cung kính ân cần thưa hỏi. Lại vì không thể giữ gìn căn môn tuy ở xứ không nhàn
vẫn có chủng chủng tầm tư nhiễm ô nhiễu loạn nơi tâm. Năm, vì đối với việc ăn uống không biết lượng nên thân không điều hòa cân bằng. Sáu, vì bị tầm tư làm nhiễu loạn nên không vui thích hạnh xa lìa, không vui nội tâm tịch tĩnh nơi định samatha. Bảy, vì thân không điều hòa cân bằng, không thể khéo tu tỳ bát xá na, không thể như thật quán giác các pháp. Tất cả pháp sở đối trị như vậy, nên biết nếu thuyết chung thì một môn là 12, một môn là 14. Lại pháp sở đối trị như vậy, pháp năng trị là bạch pháp, nên biết nếu nhiều thực hành tu tập hay trùng tưởng bất tịnh như vậy, sẽ năng đoạn trừ pháp sở đối trị kia. B. Ở trong vị xuất gia, người xuất gia thời thời lược có 4 chủng thực hành. 1. Thường thực hành phương tiện tu thiện pháp như là ta ở nơi các pháp, vì thường lấy phương tiện tu làm y trì, sẽ năng chế phục được tất cả tâm thức vui theo vị ái, lại năng như thật hiểu biết rõ ràng tánh khổ. 2. Thực hành tín giải vui thích đối với niết bàn không hí luận, như là ta phải đối với niết bàn không hí luận, tâm không thối chuyển, lại chẳng tranh trầm ngâm ưu tư như là ta này đang ở đâu. 3. Thực hành trong mọi lúc du hành vào tụ lạc khất thực, như là ta lấy việc khất thực thọ dụng làm nhân, do đây thân được tồn tại lâu dài, có sức khỏe điều hòa cân bằng, để thường năng phương tiện tu các thiện pháp. 4. Thực hành khi an trú ở chốn xa lìa, như là nếu vui thích cùng những người tại gia và chúng xuất gia cư trú hỗn tạp, tức có các việc rối loạn của thấy nghe thọ dụng hợp theo trùng trùng thế gian, ta chớ ở nơi kia quán sát lâu, sẽ làm chướng ngại vị tâm nhất cảnh. Ở trong 4 chủng sự thực hành các việc đây, nên biết có 4 pháp sở đối trị. Ở nơi sự thực hành thứ nhất có uể oải lười biếng giải đãi, ở nơi sự thực hành thứ hai có thân kiến, ở nơi sự thực hành thứ ba có tham ái vị, ở nơi sự thực hành thứ tư có trùng trùng tham ái dục lạc thế gian. 4 chủng như vậy là pháp sở đối trị. Như thứ lớp trên cũng có 4 chủng tu tập đối trị. 1. Ở nơi vô thường tu tập tưởng khổ. 2. Ở nơi các khổ tu tập tưởng vô ngã. 3. Ở nơi ăn uống tu tập tưởng nhàm chán trái lìa. 4. Ở nơi tất cả thế gian tu tập tưởng không đáng vui. Ở nơi vô thường tu tưởng khổ lược có 6 chủng pháp sở đối trị. Những gì là 6? 1. Đối với thiện pháp chưa sanh nên sanh ưu tiên mà có sự uể oải. 2. Đối với thiện pháp đã sanh nên trụ không để quên mất, tu tập khiến được tăng trưởng gấp bội cho đến viên mãn mà có sự uể oải. 3. Đối với bậc sư trưởng cần có sự cung kính đến thưa hỏi mà không thường xuyên đến thỉnh hỏi. 4. Đối với việc hàng tu thiện pháp, thường thực hành theo lời thầy dạy mà lại xa lìa lòng tịnh tín. 5. Vì xa lìa tịnh tín không thể thường tu tập. 6. Nội tâm phóng dật, vì phóng dật nên chỗ thường tu tập các thiện pháp không hằng tùy chuyển. 6 chủng pháp sở đối trị như vậy, ngược lại có 6 chủng pháp cần nhiều thực hành năng đối trị, nên biết tướng đầy trái với tướng đã thuyết trên. C. Ở trong vị viễn ly nhàn cư, phương tiện tu tập tác ý, nên biết được có 4 chủng sở trị. Những gì là 4? 1. Ở nơi phẩm Samatha và Tỳ Bát Xá Na có tâm ám muội. 2. Ở nơi các định có sự thuận theo ái vị. 3. Ở nơi sanh có tâm thuận theo tướng động. 4. Suy tìm ngày càng về sau, trông đợi thời khác thuận theo tìm cầu bất tử, chẳng thể mạnh mẽ sinh tu phương tiện. Như vậy là 4 chủng pháp sở đối trị. Nên biết cũng có 4 chủng tu tập đối trị. 1. Tu tưởng quang minh. 2. Tu tưởng ly dục. 3. Tu tưởng diệt. 4. Tu tưởng chết. Lại tưởng quang minh tức là duyên với nhiều quang minh lấy làm cảnh giới, như trong Tam Ma Hí Đà Địa đã thuyết. Này ở trọng nghĩa đây, ý biện duyên pháp quang minh lấy làm cảnh giới hy tu tưởng quang minh, đó là như pháp đã nghe, đã được rốt ráo, nhớ nghĩ không quên, gọi là pháp quang minh. Tưởng tương ứng với kia, đồng hành với kia nên biết gọi là tưởng quang minh. Vì cớ sao? Điều thật sự năng khiến tâm ám muội khi phương tiện tu phẩm trì quán, đó là sự quên mất niệm ở trong các pháp. Trái với tướng đây nên biết tức là quang minh. Lại, nghĩa bậc nhất của tuệ thành tựu do tư và tuệ thành tựu do tu đồng với tưởng quang minh có 11 pháp là sở đối trị. Sao gọi là 11? Đó là tuệ thành tựu do tư đồng với tưởng quang minh có 4 pháp, tuệ thành tựu do tu đồng với tưởng quang minh có 7 pháp. Như vậy hợp lại có 11 pháp sở trị. Những gì gọi là 4 pháp sở trị của tuệ thành tựu do tư đồng với tưởng quang minh? 1. Vì không khéo quan sát, không khéo quyết định nơi đối tượng tư duy, có sự nghi ngờ theo đuổi.
Hai, vào ban đêm vì uể oải lười biếng giải đãi, tập nhiều ngủ nghỉ để thời gian trôi qua uổng phí. Ba, vào ban đêm vì tập quen gần gũi với tà ác ăn uống nên thân không điều nhu nhẹ nhàng, không thể thuận theo quán sát chân thật các pháp. Bốn, vì chúng tại gia xuất gia cùng chung sống hỗn tạp khiến ở nơi pháp tùy thuận nghe, nơi pháp cứu cánh không thể như lý tác ý tư duy, do đây bị nghi theo đuổi, bị nhân duyên nghi năng làm cho chướng ngại. Bốn chủng pháp đây là sở đối trị của tuệ thành tựu do tư đồng với tưởng quang minh, khiến hoặc trí hoặc kiến thành tựu do tư không được thanh tịnh. Những gì gọi là bảy pháp sở trị của tuệ thành tựu do tu đồng với tưởng quang minh: một, pháp sở trị, pháp sở đối trị của sự tu tập nương vào tướng cự tinh tấn mạnh mẽ thái quá; hai, pháp sở đối trị của sự tu tập nương vào tướng chỉ tinh tấn quá yếu kém; ba, pháp sở đối trị của sự tu tập nương vào tướng xả có được hỷ duyệt do thầm đắm mùi vị của định đồng hành với ái; bốn, hai pháp sở đối trị là tâm ôm sợ hãi đối với bát niết bàn và tâm khiếp nhược đồng hành với sân khỏe; năm, tức nương phương tiện tác ý. Như vậy, đối với pháp thì siêng năng luận nghĩ quyết trạch, đối với môn kiến lập phân tích thì sách nhiều luận bàn tương tục không xả bỏ. Những điều này năng làm chướng ngại trong lúc tịch tĩnh tránh tư duy. Sáu, ở trong sách sắc thành hương vị xúc lại chấp thủ tướng diệu hảo, không như tránh lý, không tránh tầm tư khiến tầm tán loạn. Bảy, đối với điều không nên tư duy lại nhiếp tâm mạnh mẽ tư duy các pháp. Bảy chủng như vậy là pháp sở đối trị của tuệ thành tựu do tu đồng với tưởng quang minh, cực gây chướng ngại cho tuệ thành tựu do tu đồng với tưởng quang minh, khiến hoặc trí hoặc kiến thành tựu do tu chuyển chuyển không thành tịnh. Pháp sở trị như vậy có 11 chủng, trái với tướng đây tức là pháp năng đối trị, năng đoạn trừ pháp sở đối trị kia, khiến hoặc trí hoặc kiến thành tựu do tư và do tu chuyển chuyển thành tịnh. Lại người tránh phương tiện tu các tưởng có khả năng đoạn diệt pháp sở trị. Lại ở nơi pháp sở trị hiện hành, tâm không nhiễm trước, khiến chóng đoạn diệt, lại năng trụ nhiều pháp năng đối trị, đoạn diệt tất cả các pháp sở đối trị. Ba pháp như đây, vì theo đuổi tất cả việc tu đối trị nên gọi là có nhiều sự thực hành. Tất cả như vậy gọi là tu tập đối trị. Tu tập đối trị đây nên biết tức là tu tập du già. Chỉ tu tập đối trị thứ năm, đây là nghĩa thánh giáo rộng, nên biết chỉ có 10 như vậy, ngoài đây ra, chọn không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Sáu, tất cả chủng thanh tịnh thế gian nên biết lược có 3 chủng: A, đắc tà ma địa; B, tà ma địa viên mãn; C, tà ma địa tự tại. A, sao gọi là đắc tà ma địa? Trong đây trước hết có 20 chủng pháp sở đối trị của đắc tà ma địa, năng khiến không thể đắc tà ma địa thủ thắng. Những gì là 20? Một, không muốn đoạn trừ với bạn độc phạm hạnh có lỗi lầm. Hai, bạn tuy có đức nhưng vị thầy tuyên thuyết phương tiện tu định có lỗi lầm, đó là tuyên thuyết phương tiện tu định điên đảo. Ba, tuy thầy có đức nhưng đối với phương tiện tu định đã thuyết, người lắng nghe pháp có lỗi lầm, đó là vì vui muốn kém cỏi, vì tâm tán lạ nên không thể lãnh thọ. Bốn, người nghe tuy có sự vui thích lắng nghe nhưng có lỗi lầm ám độn, vì giác huệ yếu kém nên không thể lãnh thọ. Năm, người nghe pháp tuy có trí đức nhưng có lỗi lầm của hạng người ái hành nhiều mong cầu lợi dưỡng cùng kính. Sáu, có lỗi lầm do nhiều ưu sầu, khó trưởng dưỡng, khó đầy đủ, không biết vui đủ. Bảy, vì các việc như vậy lực tăng thượng nên tạo tác nhiều sự việc có lỗi lầm. Tám, tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do giải đã lười biếng uể oải nên xả bỏ ra hạnh. Chín, tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm gây cho người khác trùng trùng chướng ngại sanh khởi. 10. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do không thể kham nhẫn các khổ lạnh nóng. 11. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do mạn khỏe nên không thể lãnh thọ dạy bảo. 12. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do tư duy điên đảo đối với lời dạy bảo. 13. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do quên mất nhớ nghĩ đối với lời dạy đã lãnh thọ. 14. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do tại gia xuất gia sống hỗn tạp. 15. Tuy không có lỗi này nhưng có lỗi lầm do thọ dụng ngoại cụ tương ưng nằm lỗi. Ngoại cụ tương ưng nằm lỗi nên biết như thành phản địa sẽ thuyết. 16. Tuy không có lỗi này nhưng vì ở trốn xa lìa không giữ gìn phòng hộ các căn nên có lỗi lầm của tầm tư bất chánh. 17. Tuy không có lỗi này nhưng có quá thất
do ăn không điều độ, thân trì trệ nặng nề không thể chịu đựng. 18. Tuy không có lỗi này, nhưng có lỗi tầm do tánh nhiều ngủ nghỉ, nên có nhiều tùy phiền não thủy miên hiện hành. 19. Tuy không có lỗi này, nhưng có lỗi lầm do trước không tu hành phẩm Samatha, nên không hân lạc với chỗ nội tâm dừng nghỉ vắng lặng. 20. Tuy không có lỗi này, nhưng có lỗi lầm do trước không tu hành phẩm Tibhassana, nên không hân lạc trong việc quán như thật pháp tăng thượng tuệ Tibhassana. 20 chủng pháp như vậy là sở đối trị của sự chứng đắc tâm tánh nhất cảnh thuộc phẩm Samatha Tibhassana. Lại 20 pháp sở đối trị đây tóm lược có 4 tướng kham làm chướng ngại cho sự sanh khởi của tạm ma địa. Những gì là 4? 1. Vì phương tiện không thiện xảo nơi tạm ma địa. 2. Vì hoàn toàn không gia hạnh đối với tất cả phương tiện tu định. 3. Vì gia hạnh điên đảo. 4. Vì gia hạnh chậm chạp. Pháp sở đối trị của tạm ma địa đây có 20 chủng pháp bạch là pháp năng đối trị, nên biết tướng đây trái với 20 tướng đã nói trên. Do có nhiều sự thực hành năng đoạn pháp sở đối trị đây, khiến nhanh chóng được tâm chánh an trụ chứng tạm ma địa. Lại đắc tạm ma địa đây, nên biết tức là đắc phần cận của sơ tịnh lự định nhất thuộc vị trí. Lại đắc pháp trái nghịch với tạm ma địa, và đắc pháp tùy thuận của tạm ma địa đây, nghĩa rộng thánh giáo, nên biết chỉ có 20 chủng này. Ngoài đề ra không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Do nhân duyên đây, nương tất cả chủng thanh tịnh thế gian thứ nhất đã khéo tuyên thuyết, đã khéo khai thị, bổ đặc giả là ở trong chánh pháp đắc tạm ma địa. B. Sao gọi là tam ma địa viên mãn? Người đã đắc tam ma địa như vậy, đối với chút ít thủ thắng của định đây không sanh vui đủ, lại phát khởi mong cầu tam ma địa thủ thắng viên mãn, tức nơi định kia thấy công đức thủ thắng, cũng do mong cầu mà thấy công đức thủ thắng. Vì cầu đối với kia nên dõng mãnh tinh tấn gắng sức an trú, lại người kia đối với phiền não đồng hành ái vị tương ưng sắc, vì chẳng phải tất cả đều đã có thể vĩnh viễn đoạn nên gọi là chưa phải đắc thủ thắng. Lại vì trong tất cả các thiện pháp, chẳng phải kia thầy đều siêng tu nên gọi là bị cái khác thắng. Lại người kia đối với sanh xứ tịnh thiên rộng lớn không bị đắm chìm. Lại vì tin hiểu hạ liệt lực tăng thượng, kia không thể xem nhẹ chính mình. Lại người kia tâm không đắm chìm như vậy, ở trong pháp cảnh giới sở duyên của định, tức là tướng chỉ, cử xả, trước đã đắc, ân trọng phương tiện, tu không gián đoạn nên thuận theo đó mà chuyển. Lại người kia tùy theo tướng pháp chuyển như vậy, luôn nhập luôn xuất, lại muốn nhanh chóng chứng đắc thông tuệ, nên nương định viên mãn vì vui lắng nghe chánh pháp, ở trong mọi lúc ân cần thưa hỏi, lại nương tam ma địa viên mãn như vậy, ở nơi chánh phương tiện tu tập nhiếp thuộc căn bản định, nội tâm chứng đắc samatha xa lìa ái lạc, lại chứng đắc pháp tỷ bát xá na, như vậy quan sát mà có vui thích mạnh mẽ sáng sạch, nên biết nàng đây đã năng chứng nhập căn bản tịnh lự. Như vậy gọi là tam ma địa viên mãn. Lại tam ma địa viên mãn đây, nghĩa rộng thánh giáo, nên biết chỉ có 10 tướng. Ngoài đây ra chọn không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. C. Sao gọi là tam ma địa tự tại? Vị kia tuy đã chứng đắc căn bản tam ma địa, gọi là tam ma địa viên mãn, nhưng tâm vẫn bị sự nhiễm ô của các tùy phiền não ái vị, mạn kiến, nghi, vô minh mà tam ma địa sanh khởi, nên chưa gọi là thanh tịnh sáng sạch viên mãn. Vì khiến các tùy phiền não như vậy chẳng hiện hành, vì điều luyện tâm, vì điều phục tâm, người kia khởi tư duy như vậy, ta phải nên chứng tánh tâm tự tại, tánh định tự tại. Cho nên ở nơi bốn xứ phải dùng 22 xứ tướng mà kêu quan sát, đó là tự nguyện thọ hình tướng thấp kém, oai nghi thấp kém, vật dụng thấp kém, lại tự phát thệ nguyện thọ thì là cấm chế, lại tự phát thệ nguyện thọ thiện pháp, tu tập tinh cần không gián đoạn. Nếu có người vì đoạn tất cả khổ não mà thọ ba xứ đây, nên tránh quán sát sự theo đuổi của các khổ, vì cạo bỏ râu tóc, vì xả bỏ hình sắc đẹp thế tục, vì đắc y hoại sắc, vì tự quán sát hình sắc khác với người đời. Như vậy gọi là quán sát thệ nguyện thọ hình tướng thấp kém, ở trong đi đứng nằm ngồi nói im, không theo dục mà hành, chế phục kiều mạn, khi đến nhà người, tránh quán sát sâu xa sự du hành khất thực. Như vậy gọi là quán sát nguyện thọ oai nghi thấp kém, lại tranh quán sát từ người mà có được, không tích trữ các vật dụng nơi thân. Như vậy gọi là quán sát nguyện thọ các vật dụng thấp kém, do nằm tướng đây nên biết gọi là quán sát xứ thứ nhất. Lại trong phát thiện thuyết tỳ nại gia, việc thọ thì là của những người xuất gia là chỗ được hiền xả bỏ hai việc.
Một, hiển xả bỏ việc của cha mẹ vợ con nô tỳ, nô bộc, bạn bè quyến thuộc, tiền của chân bảo. Hai, hiển xả bỏ việc của trùng trùng sự việc thế gian, như cả múa hát sướng, cười đùa vui chơi, qua lại phóng túng, thân mật tụ hội. Lại kia an trụ thi là luật nghi, không do phạm giới mà tự mình chân thành gian trách cũng không bị hại, cũng bị không bị bạn đồng phạm hại dùng pháp của trách, hoặc có phạm thi là mà không vội vàng nêu ra, hoặc ở nơi thi là có điều khuyết phạm do nhân duyên đây, bèn tự mình chân thành gian trách. Nếu người đồng phạm hại dùng pháp của trách, tức liền như pháp tự mình hối trừ. Đối với người đồng phạm hại năng cử tội, tâm không khỏe hận, không não không tổn, chỉ lo tự sửa trị mình, do năm tướng đây gọi là quán sát xứ thứ hai. Thì là khéo viên mãn như vậy rồi, nên dùng năm tướng phương tiện tinh cần tu các phẩm thiện. Một, tùy từng giai đoạn mà thỉnh hỏi thọ trì đọc tụng, luận bàn suy lường quyết trạch xin tu phẩm thiện như vậy, nên có thể thọ nhận tín thí của người. Hai, vui xa lìa dùng chánh phương tiện tu các tác ý. Ba, đêm ngày đối hai phần pháp thối và thắng, biết tu tập đoạn trừ. 4. Đối với sanh tử thấy lỗi họa lớn. 5. Đối với niết bàn thấy công đức thù thắng, do năm tướng đây gọi là quán sát xứ thứ ba. Người tịch cần tu tập phẩm thiện như vậy, tóm lược bị sự theo đuổi của bốn chủng khổ. 1. Đối với bốn quả sa môn, vì chưa thể tùy chứng đắc nên vẫn còn bị sự theo đuổi của bốn chủng khổ ác thú. 2. Vì thể là pháp sanh lão bệnh tử nên chịu sự theo đuổi của khổ hư hoại bên trong. 3. Vì tất cả sự yêu thích là pháp biệt ly chia lìa nên chịu sự theo đuổi của khổ do yêu thích mà bị hư hoại. 4. Vì nghiệp của mình gây tạo nên chịu sự theo đuổi của tất cả nhân khổ. Kẻ kia chịu bốn khổ theo đuổi như vậy nên dùng bảy tướng chánh quan sát sâu xa, do bảy tướng đây gọi là quán sát xứ thứ tư. Người kia ở nơi bốn xứ như vậy, dùng hai tướng chánh quan sát bèn sanh như lý tác ý, đó là ta vì có việc như vậy mà thệ nguyện thọ hình tướng oai nghi, và vật dụng nơi thần thấp kém thệ nguyện thọ cấm giới, cùng thệ nguyện thọ tinh cần thường tu thiện pháp, mà nay ta ở nơi bốn chủng khổ đã vừa thoát thế nào. Như ta đã tự sách pháp, tự khích lệ thệ nguyện thọ ba xứ mà vẫn còn bị bốn khổ thường theo đuổi chưa được giải thoát, ta nay chẳng nên đè khổ theo đuổi. Nếu ta chưa ở nơi định thủ thắng, chưa thành tựu tự tại, quyết không giữa đường, hoặc dừng nghỉ, hoặc lại thối chí khuất phục, tình siêng như lý tác ý như vậy, được gọi là tưởng xuất gia và tưởng sa môn. Người kia đối với viên mãn tu nhiều phương tiện lấy làm chỗ nương. Do mới chỉ chứng đắc tam ma địa viên mãn đạo thế gian, nên đối với việc đoạn phiền não vẫn còn chưa chứng đắc, lại phải tiếp tục thường nương tu đoạn siêng năng tu tập. Lại kia đã đắc đạo thiện thế gian, vì luôn luôn muốn được tự tại ở nơi tam ma địa, nên nương vào vui tu chuyển chuyển không gián đoạn. Lại từ nơi cư sĩ trường giả bà la môn chánh tín tu được trùng trùng lợi dưỡng cung kính, mà không nương lợi dưỡng cung kính đây sanh tham trước, cũng không đối với lợi dưỡng cung kính của người và bà la môn không tín khác biểu hiện nơi thân nghiệp ngữ nghiệp không vừa ý ở trước mặt hay sau lưng mà tâm sanh vẫn khỏe. Lại đối với tâm kia không não hại, lại khéo giữ gìn niệm trụ khiến ái mạn kiến vô minh nghi hoặc các tùy phiền não trong chủng chủng định chẳng hiện hành trở lại. Lại chẳng phải vì dụng Samatha như vậy mà cho là tất cả việc làm của mình đã xong. Đây chẳng phải đắc Samatha thủ thắng, cũng chẳng hướng đến người kẻ lẻ sở chứng của mình. Người kia do vui đoạn vui tu như vậy, tâm không tham khỏe, tránh niệm hiện tiền tiền tăng thượng mạn, đối với y phục tùy nghi có được tâm sanh vui đủ. Như đối với y phục thì đối với ăn uống ngoạ cụ sanh vui đủ nên biết cũng vậy. Lại thọ dụng phải tránh rõ biết các vật dụng đây thật ra chỉ vì để nuôi thân, khiến nó tạm dừng đói khát không bị hư hoại, mà nhiếp thọ phạm hạnh nói rộng cho đến ở nơi ăn biết lượng, do người kia tránh tu hành như vậy nên ở nơi tam ma địa thu được tự tại, vì y nương kia nên tâm sáng sạch không có tỷ vết câu uế, lìa tùy phiền não nói rộng cho đến đạt được bất động, đang dẫn phát tất cả thần thông thủ thắng. Đây gọi là tam ma địa tự tại. Nghĩa rộng tam ma địa tự tại đây nên biết chỉ có tướng như đã thuyết ở trên, ngoài đây ra lại không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Trước đã thuyết về đắc tam ma địa, giữa đã thuyết về tam ma địa viên mãn, và nay thuyết về tam ma địa tự tại.
Gọi chung là tất cả chủng thế ra thanh tịnh không gì vượt hơn. Nên biết thanh tịnh đây chỉ có trong chánh pháp, chẳng phải ở trong các ngoại đạo mà có được. 7. Tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian. Nên biết lược có 5 chủng, những gì là 5? A. Nhập hiện quán thánh đế. B. Đã nhập hiện quán thánh đế rồi để các chướng ngại. C. Đã nhập hiện quán thánh đế rồi vì muốn nhanh chóng chứng được thục tuệ, tác ý, tư duy, các sự việc hoàn hỷ. D. Tu tập nhiên đạo đã chứng đắc. E. Chứng đắc đạo cực thanh tịnh và công đức của quả. A. Sao gọi là nhập hiện quán thánh đế? Đó là có các chúng đệ tử của Chư Như Lai đã khéo tu tập sự thanh tịnh thế gian, đã rõ biết tự mình trong đêm dài tích tập 5 diệu dục nơi tâm, được sự giữ gìn của thức ăn nuôi dưỡng, lại ở nơi các dục kia tâm sanh yêu thích, bấy giờ bèn ở nơi các dục kia thấy sầu quá hoạn, ở nơi cảnh thắng thượng thấy đức tịch tĩnh, nhưng vị kia ở nơi cảnh giới hí luận là tất cả chủng thanh tịnh thế gian dễ có thể an trú. Đối với cảnh giới không hí luận là tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian lại khó thể an trụ. Cho nên ở nơi cảnh giới hí luận kia trụ chán ghét ác, chẳng phải không chán ghét ác. Lại người trụ chánh pháp đây, đối với cõi niết bàn không hí luận, tâm vui muốn an trụ, vui muốn chứng đắc, nhưng vì thiếu quyết lực tăng thượng chứng quả sa môn nên tâm sanh yểm họa với chỗ tự thân tương ưng tạp nhiễm, cũng sanh yểm họa với chỗ mình không tương ưng thanh tịnh, lại sanh yểm họa nơi mình có quá họa tương ưng tạp nhiễm, cũng sanh yểm họa ở nơi mình có quá họa không tương ưng thanh tịnh, lại cũng sanh yểm loạn ở nơi mình nhận thấy khó thành tựu trọn vẹn thanh tịnh. Trong đây được có ba chủng tương ưng tạp nhiễm: một, loại tương ưng tạp nhiễm chưa điều chưa thuận mà chết; hai, loại tương ưng tạp nhiễm chết rồi phải đọa hầm lớn phiền não; ba, loại tương ưng tạp nhiễm do lực tự tại của phiền não kia nên hiện hành trùng trùng nghiệp ác bất thiện đi đến chỗ sợ hãi. Kia quán thấy thần mình thiếu khuyết trong việc chứng quả sa môn, do khuyết đây nên cùng ba chủng tương ưng tạp nhiễm quán như vậy rồi tâm sanh yểm họa nên không tương ưng thành tịnh, cũng có ba chủng: một, đoạn trừ các phiền não, cứu cánh niết bàn gọi là xứ không có sợ hãi; hai, nương tăng thượng tâm học tức đầy năng chứng thiện tâm tam ma địa; ba, nơi tăng thượng tuệ học năng chứng chánh kiến nhiếp lấy thánh đạo vi diệu. Kia quán tự thân và ba chủng thanh tịnh đây không tương ưng tâm sanh yểm họa nên biết quá hoạn tương ưng tạp nhiễm cũng có ba chủng: một, sanh là nguồn gốc của khổ già bệnh chết; hai, tự tánh khổ của sanh không có xứ thanh nhàn; ba, tất cả xứ sanh tánh vô thường. Kia quán tự thân có ba chủng quá hoạn tương ưng tạp nhiễm đây tâm sanh yểm họa nên biết quá hoạn không tương ưng thành tịnh có 5 chủng: một, sanh nơi biên địa chưa thể dừng dứt; hai, sanh nơi ác đạo chưa thể dừng dứt; ba, ở chúng tại gia có các nghiệp vô gián không thể ngăn dứt; bốn, ở chúng xuất gia có vô lượng kiến thú chưa tương ưng hoặc không tương ưng; năm, tùy do đạo thế gian cho đến hữu đảnh hoặc định hoặc sanh mà ở nơi sanh tử lưu chuyển không có bờ trước bờ sau chưa tạo tác ngàn mé. Kế quán tự thân mình có 5 chủng quá hoạn không tương ưng thành tịnh tâm sanh yểm hoạn ở nơi mình thấy khó thành tựu trọn vẹn thành tịnh nên biết cũng có 5 chủng: một, vì không thể tự mình làm điều ác nên xả không làm; hai, đối với sự việc khác không yêu cầu người làm vì tự mình năng thành tựu trọn vẹn; ba, vì quyết định điều cần phải làm tức tự tư duy tâm ta chưa thành tịnh hẳn ở nơi các khổ chưa được giải thoát thành tánh kiết tường; bốn, vì sự gây tạo nghiệp ác bất thiện trước hẳn nhiên không hoại mất nên không gây tạo ác nghiệp nhưng hiện tại vẫn làm vì cho là mình đã tạo tác thành tịnh, tức cho là mình được ở pháp hiện kiến vĩnh viễn để thiêu đốt không cần đạo đối trị; năm, do chỗ chứng đắc đạo học đạo vô học thanh tịnh hiển hiện kia quán thấy thanh tịnh đây có 5 tướng khiến khó thể thành tựu trọn vẹn tâm sanh yểm họa. Lại nữa, người kia vì muốn chứng đắc nên phát khởi tinh tấn kiên cố. Do kia quan sát thấy sự tương ưng tạp nhiễm không tương ưng thanh tịnh nên tâm sanh yểm họa, lại do quán thấy quá hoạn tương ưng tạp nhiễm và quá hoạn không tương ưng thanh tịnh nên tâm sanh sợ hãi. Lại đối với việc chứng đắc thanh tịnh và đoạn diệt tạp nhiễm, nếu có lời biếng giải đãi tâm liền phải ngăn dứt, lại vì tác ý tư duy tướng kia tâm sanh yểm họa, tức do nhiều thực hành tư duy tướng như vậy nên tâm cực yểm họa, như yểm họa cực yểm họa thì sợ hãi cực sợ hãi, ngăn dứt cực ngăn dứt,
nên biết cũng vậy. Như vậy người kia do tường đồng hành với yểm ở nơi Nam Xứ, vì dùng 20 chủng tướng tác ý tư duy nên gọi là khéo tù trị. Lại có nam nhân, chỗ nhiếp thọ của 20 chủng tướng khiến tận rất các ái, tịch diệt niết bàn, nhanh chóng nhiều án trụ, tầm không thối chuyện cũng không ưu tư. Nay ta đang ở đâu, những gì là nam nhân? 1. Do thông đạt tác ý, đó là do thông đạt tác ý như vậy không gián đoạn, ắt năng thủ nhập chánh tánh ly sanh, nhập hiện quán đế, chứng trí kiến của bậc thánh. 2. Do sở y, đó là do nương sở y này không gián đoạn, ắt năng thủ nhập chánh tánh ly sanh, còn lại như trước đã thuyết. 3. Do nhập môn cảnh giới, đó là do duyên nhập môn cảnh giới đây, ắt năng thủ nhập chánh tánh ly sanh, còn lại như trước thuyết. 4. Do nhiếp thọ tư lương, đó là do nhiếp thọ tư lương đây, ắt năng thủ nhập chánh tánh ly sanh, còn lại như trước đã thuyết. 5. Do nhiếp thọ phương tiện, đó là do nhiếp thọ phương tiện như vậy, ắt năng thủ nhập chánh tánh ly sanh cho đến nói rộng. 5. Nhận như vậy nên biết nương nơi nhận ngược thứ tự quan đế mà nói, không phải nhân thuận thứ tự, nương nơi nhân tối thắng tức ngược thứ tự với việc đã nói ở trước, đó là ở trong gia hạnh không vô tướng vô nguyện, ở nơi để nhập tác ý vi tế hiện hành, tướng tâm đồng hành ngã mạn, năng chướng hiện quán tùy chuyển gián đoạn. Không gián đoạn đều tránh thông đạt, đã thông đạt rồi, nơi tâm câu hành tác ý nhậm vận chuyển năng khéo xào bỏ, khiến diệt không gián đoạn, nương tâm diệt không gián đoạn, lúc mới khởi tác ý dụng hành vô thường mà tư duy như thật. Do tu tập, nhiều tu tập tác ý đây nên trí bình đẳng không bình đẳng, sở duyên năng duyên sanh. Lúc bấy giờ ngã mạn loạn tâm năng chứng hiện quán để vĩnh viễn đoạn hẳn chứng đắc tâm tánh nhất cảnh, liền tự tư duy là như thật rõ biết đã chứng đắc tâm tánh nhất cảnh. Như vậy nên biết do thông đạt tác ý nhập hiện quán đế. Lại nếu trước dụng đạo thế gian đắc tà ma địa thì cũng được viên mãn, cũng được tự tại. Người kia hoặc ở nơi tướng nhập tà ma địa cho là do đây nên nhập tà ma địa, hoặc ở nơi tướng trụ tà ma địa cho là do đây nên trụ tà ma địa, hoặc ở nơi tướng xuất tà ma địa cho là do đây nên xuất tà ma địa. Ở nơi các tướng đây tác ý tư duy an trụ nơi tâm nhập hiện quán đế, nếu đắc tà ma địa mà chưa viên mãn cũng chưa được tự tại kia, hoặc tư duy tướng chỉ, hoặc tư duy tướng cử, hoặc tư duy tướng xả, an trụ nơi tâm nhập hiện quán đế. Như vậy nên biết do sở y nên tâm an trụ. Lại có hai pháp rất gây chướng ngại cho sự tu tập hiện quán. Những gì là hai? Một, tầm tư bất chánh gây nhiễu loạn khiến tâm không an tĩnh. Hai, ở nơi sự sở tri tâm điền đảo. Vì muốn đối trị chướng ngại như vậy nên biết có hai chủng an trụ tâm nơi cảnh sở duyên, đó là vì đối trị trường thứ nhất nên tu niệm Anapana, vì đối trị trường thứ hai nên tu các niệm trụ. Như vậy nên biết do môn nhập cảnh giới tâm được an trụ. Lại kẻ vui muốn thân cận tập quen năm diệu dục thì sanh vui đủ. Đối với chỗ chẳng phải hành xứ trong thánh pháp tỷ nại gia, hoặc đối với hỷ phục ăn uống các tọa ngoạ cụ tùy nghi có được, tùy theo lợi dưỡng cung kính có được mà chế phục nơi tâm, tức là nương năm diệu dục, chẳng phải vì lợi dưỡng cung kính mà chỉ vì an trụ tâm bền vững. Do nhân duyên đây xả lìa tất cả chỗ chẳng phải hành xứ, đã xả lìa rồi nhường các niệm trụ vui đoạn trừ vui tu tập, đêm ngày luôn luôn quán xét các việc thạnh suy của mình của người, tâm sanh yểm hoạn, lại tu tập tùy niệm Phật khiến tâm thành tịnh an trụ trong các chủng thánh. Như vậy nên biết do vì tư lương tâm được an trụ, đầy nương đạo tư lương tối thắng mà nói. Lại người kia đã an trụ tư lương như vậy rồi, vì tu gia hạnh tác ý tương ưng nên có hai chủng phương tiện gia hạnh. Những gì là hai? Một, ở nơi khế kinh A Tỳ Đạt Ma tự mình đọc tụng thọ trì tu tránh tác ý ở nơi sự uẩn khiến cực thiện xảo. Hai, nương vào lời dạy của các thầy là bậc đại sư Ô Bà Đà Gia, thân giáo sư A Già Lợi Gia, A Già Lê, quỹ phạm sư, tùy thời dạy dân dạy trao mà tiếp thu lãnh thọ ý chỉ, lại tác ý tư duy tránh gia hạnh, nên biết đây gọi là phương tiện thứ ba. Tác ý tư duy tránh gia hạnh đây gọi là tránh gia hạnh, đây nghĩa là sở hữu tác ý thì là thành tịnh, gọi là tác ý tư duy tránh gia hạnh. Kia tự tư duy thì là thành tịnh nên không hối hận buồn bã, vì không hối hận buồn bã liền sanh hoan hỉ, nói rộng cho đến tâm nhập chánh định, cho nên nói tác ý tư duy tránh gia hạnh đây gọi là phương tiện tâm an trụ. Như vậy do phương tiện nên tâm nhanh chóng an trụ. Bấy giờ người kia do 20 chủng tướng của năm nhân đây
thâu nhiếp giữ diệt tâm. Ở trong ái tận dứt cảnh giới tịch diệt niết bàn, khiến khéo an trụ không còn thối chuyển, tâm không sợ hãi tác nghĩ. Ta này đang ở đâu? Lúc đang an trụ tâm như vậy nên biết đã gọi là nhập hiện quán đế, như vậy gọi là nhập hiện quán thánh đế. Lại, nghĩa hiện quán thánh đế đây nói rộng nên biết, đó là tướng tâm yểm hạn có 20 chủng, tướng tâm an trụ có 20 chủng. Ngoài đây ra chọn không có, hoặc vượt quá, hoặc tăng thêm. B. Sao gọi là nhập hiện quán thánh đế rồi xa lìa các chướng ngại? Nên biết chướng đây lược có hai chủng, một chướng của hành xứ, hai chướng của trụ xứ. Chướng của hành xứ như thánh đệ tử cùng cộng trú với chúng, tùy theo các việc sanh khởi trong tăng chúng, xả bỏ phẩm thiện, luôn cùng chúng hội họp, hoặc lại an trụ pháp, thường khất thực, chú trọng ăn uống, hoặc ở cả hai xứ, vui thích lo toàn các việc y bát, hoặc đọc tụng kinh điển mà vui thích đàm luận, hoặc ban đêm vui đắm ngủ nghỉ, hoặc ban ngày ưa thích luận bàn các việc tạp nhiễm, vua quan giặc cướp, hoặc chú ở chỗ có người thân thích giao du để cùng luận bàn vui chơi. Ở nơi các xứ đây trong bốn gia lìa, do vì đêm dài luôn tập quen cùng kia cộng chú lực tăng thượng, hoặc lại vui cùng cộng chú với hít loại thứ hai, những việc như vậy gọi là chướng của hành xứ, chướng của trụ xứ, tức là ở chốn không nhàn tu samatha tỳ bát xá na, gọi chung là trụ. Nương samatha tỳ bát xá na nên biết lại có bốn chủng chướng ngại: một, tánh chẳng thuận theo chi tỳ bát xá na; hai, tánh chẳng thuận theo chi samatha; ba, tánh không thuận theo nhớ nghĩ cả hai phẩm kia; bốn, tánh không thuận theo xứ sở. Hoặc tự cho mình thông minh mà sanh cao cử nên không lắng nghe lời dạy của người, thuận theo đó mà quán sát chánh pháp, đây gọi là tánh không thuận theo chi tỳ bát xá na. Hoặc thân ngữ ý hành không an tĩnh, tháo động khinh suất, luôn phạm thì là sanh tâm yêu não hối hận, cho đến tâm không khéo an trụ, nên biết đây gọi là tánh không thuận theo chi samatha. Hoặc về lực tăng thượng của sự quên mất niệm đối với các tùy phiền não trầm trạo loạn, nên không ngăn ngừa phòng hộ tâm, nên biết đây gọi là tánh không thuận theo nhớ nghĩ hai phẩm kia. Hoặc có sự tập quen gần gũi các tọa ngoạ cụ tương ưng năm lỗi, nên biết đây gọi là tánh không thuận theo xứ sở. Hoặc ban ngày có các khổ do ồn ào phóng dật, ban đêm lại có các khổ do mũi mỏng cắn đốt. Hoặc có nhiều việc đáng sợ, nhiều các tai họa hiểm độc, hoặc thiếu thốn vật dụng không thể vui thích, hoặc bị bạn ác thấu nhiếp, không có các bạn lành. Tất cả các việc như vậy gọi là chướng của trụ xứ. Lại hai chướng đây tổng có hai chủng nhân duyên đang khiến xa lìa: một, nhờ các định lạc; hai, nhờ các tư trạch. Nhờ các định lạc nên biết lược có sáu chủng, đó là hoặc có người đã đắc tam ma điện mà chưa đến viên mãn, chưa được tự tại, kia phải tu tập thiện xảo ba chủng chỉ cử xả, do đề phát sanh nhiều định lạc. Và có người đối với tam ma điện đã được viên mãn, cũng được tự tại, kia phải tu tập thiện xảo ba chủng là nhập định, trụ định và xuất định, do đề phát sanh nhiều định lạc. Nhờ các tư trạch, đó là tiện thuận thủ tuệ thiện thủ thắng, gọi là tư trạch, do tuệ đầy vào ban ngày ban đêm, như thật rõ biết sở hữu thiện pháp của chính mình tăng trưởng, như thật rõ biết sở hữu bất thiện pháp của mình tăng trưởng, như thật rõ biết sở hữu bất thiện pháp của mình suy thối. Lại kia, như lúc ban ngày ban đêm hoặc đi hoặc đứng, tập quen gần gũi mạng duyên y phục ăn uống, do tập quen gần gũi nên bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp bị suy thối, hoặc thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy thối. Tất cả việc ấy kia đều như thật rõ biết, vì lấy tư trạch đây làm ý chỉ, nên đối với sự sanh khởi các bất thiện pháp do đạo lý phương tiện không kiên cố đắm trước, nhanh chóng xua đuổi xa lìa, đối với các thiện pháp năng siêng tu tập. Như vậy, 10 chủng thiện xảo của hai xứ hay khiến đoạn diệt 11 chủng chướng của hai xứ sở, tùy theo sự sanh khởi tức lên xa lìa. Như vậy gọi là xa lìa chướng ngại. Lại nghĩa xa lìa chướng ngại đây nói rộng nên biết như tướng đã thuyết ở trước. Ngoài đây ra chọn không có, hoặc vượt quá, hoặc tăng thêm. C. Sao gọi là đã nhập hiện quán thánh đế? Vì muốn mau chóng chứng đắc thông tuệ, tác ý tư duy các việc hoàn hỷ, đó là thánh đệ tử đã kiến thánh đế, đã đắc chứng tịnh. Vì lấy chứng tịnh làm ý chỉ, đối với dựng công đức thủ thắng Phật pháp tăng, tác ý tư duy phát sanh hoàn hỷ. Lại nương sự sống tăng thượng của mình và những việc tốt đẹp chắc chắn, như là sự hưng thạnh của bản thân và tài bảo, tác ý tư duy khiến phát sanh hoàn hỷ. Lại nương không ghen ghét đối với bản thân thế nào, đối với người khác thế ấy. Lại nương vào sự biết ơn,
tức là nhớ nghĩ ân đức những người có ân như đại sư, đắc ý tư duy khiến phát sanh hoan hỷ. Lại nương các việc kia nên xả lìa các khổ cùng với nhân khổ, dẫn phát sự vui cùng với nhân vui. Như vậy, vì tư duy sự việc hoan hỷ thuận theo tu đạo, năng chứng đắc thông tuệ nhanh chóng. Lại nghĩa tư duy các việc khiến hoan hỷ thuận theo tu đạo đây, nói rộng nên biết như tướng đã thuyết, ngoài đây ra lại không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. D. Sao gọi là tu tập như đạo đã đắc? Kia sanh hoàn hỷ vô tội rộng lớn như vậy, tới tầm nơi tâm, vì hướng đến rốt ráo nên ở trong hiện pháp tâm sanh rất nhớ nghĩ mến mộ. Do kia tâm sanh mến mộ như vậy nên vui muốn xuất ly lớp lớp hiện hành. Đó là ta phải làm sao có thể trụ đầy đủ các thánh xứ như thế, như đầy đủ an trụ chỗ của A-la-hán. Như vậy sanh khởi vui muốn rồi, phát sinh tinh tấn không gián đoạn, thường thuận theo ở nơi 37 phẩm pháp Bồ Đà, phương tiện siêng tu. Lại vì kia siêng tinh tấn như vậy, không cùng người tại gia và xuất gia chung sống hỗn tạp, tâm vui hạnh viễn ly, tập sống ở chốn không nhàn như nằm ngồi bờ vắng vẻ. Lại kia đã phát sanh vui muốn như vậy, phát sinh tinh tấn vui ra lìa rồi mà không sanh vui đủ, tức là tâm không vui đủ ở nơi chút phần thù thắng đã chứng, lại mong cầu an trụ đối với các thiện pháp chuyển thượng chuyển thắng chuyển thêm vi diệu. Do bốn pháp đây nhiếp thọ tu đạo, cực khéo nhiếp thọ, tức lấy bốn chủng tu đạo đầy làm chỗ nương tựa cho các sự việc hoàn hỷ, khiến sanh hoàn hỷ như trước đã nói. Lúc bấy giờ người kia tu viên mãn đạo lý phương tiện tối cực tồn giảm, vì phiền não đoạn trừ đã được pháp sở chứng thổi thắng, cũng khiến hoàn hỷ vui thích tu được viên mãn. Lại vì đã xả lìa phẩm hoặc thổ trọng của tu sở đoạn nên thành tựu khinh an, vì khinh an sanh nên thân tâm được sự nhiếp thọ thành lượng rất nhiều, như vậy hai chủng tu đã được viên mãn. Lại định kim cường dụ của bậc hữu học đạt đến cứu cánh nên tu được viên mãn, đây gọi là tu tập như đạo đã đắc. Lại nghĩa tu tập như đạo đã đắc đây, nói rộng nên biết đó là vì lấy bốn chủng pháp làm chỗ nương tựa, năng khiến năm pháp tu tập viên mãn, ngoài đây ra lại không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. E sao gọi là chứng đắc đạo cực thanh tịnh và công đức của quả? Đó là ở ba vị: vị lạc, vị khổ và vị không khổ không lạc. Các vị đây chịu sự tùy miên của các tùy phiền não. Có hai chủng bồ đạo giả la được hiển hiện phần nhiều: một dị sanh, hai hữu học. Lại có hai chủng năng phát khởi phẩm tạp nhiễm: một chủng giữ lấy phẩm tạp nhiễm, hai chủng hành phẩm tạp nhiễm. Tức vì đoạn trừ hai phẩm tạp nhiễm đây, lúc nhập vào pháp thiện thuyết tỉ nại ra, năng làm chướng ngại sở hữu phiền não. Các phiền não đây năng khiến tùy miên nhập vào tâm sâu xa, lại năng khiến phát sanh chủng chủng các khổ. Nếu có thể ở nơi phiền não đầy vĩnh viễn đoạn không sót thừa, gọi là chứng tắc đạo quả cực thành tịnh. Lại bởi trì vô học nhập lấy năm uẩn vô học, đó là giới uẩn, định uẩn, huệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn, đây gọi là đạo cực thành tịnh. Lại do chứng đắc đạo cực tịnh đây nên xa lìa 10 lỗi lầm, an trụ nơi chỗ trụ của bậc thánh. Sao gọi là 10 chủng lỗi lầm? Một, nương các dục bên ngoài có lỗi lầm do tương ứng với chỗ có sầu thán yêu khổ, trùng trùng khổ khổ não loạn. 2. Lỗi lầm do nương bên trong không phòng hộ các căn, do không hộ các căn nên sanh sầu thán. 3. Lỗi lầm của việc vui trú nơi ái vị. 4. Lỗi lầm của việc đi đứng phóng dật. 5, 6, 7. Chẳng cùng chung với ngoại đạo, tức là 3 chủng lỗi lầm về ngôn ngữ, tầm tư và truy cầu do kia phát khởi tà kiến khác nhau. 8. Lỗi lầm của việc nương vào biên tế tịnh lự. 9. Lỗi lầm của giữ lấy phẩm tạp nhiễm phát khởi nhiếp thuộc duyên khởi. 10. Lỗi lầm của hành phẩm tạp nhiễm phát khởi. Nếu vĩnh viễn không tương ứng với 10 chủng lỗi lầm như vậy, nên biết chỉ có sự nhậm trì của thần tối hậu, thần thứ hai khác thì nhất định không có việc này. An trụ trong cảnh giới niết bàn tịch tĩnh tối thắng, tất cả hữu tình an trụ cho đến cứu cánh đệ nhất hữu thượng sanh, tất cả những điều mà hữu tình chứng đắc ở nơi kia đều là tối thắng, cho nên thuyết gọi là an trụ nơi chỗ trụ của bậc thánh. Vì năng xa lìa 10 chủng lỗi lầm, lại vì năng an trụ nơi chỗ trụ của bậc thánh cho nên gọi là công đức. Lại hoặc quả kia, hoặc đạo cực thành tịnh, hoặc công đức của kia, tất cả như vậy lược chung là một, gọi là chứng đắc đạo cực thành tịnh và quả công đức. Lại nghĩa chứng đắc đạo cực thành tịnh và công đức của quả đây nói rộng như những tướng đã nói ở trên, ngoài đây ra lại không có hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Nếu người đắc thánh pháp tối thượng vô học như vậy, tâm tương ứng với các thánh pháp, đối với năm diệu dục sanh cực nhàm chán trái lìa vì không có dị thục,
nên lại chẳng tiếp nối về sau. Nếu tâm thế gian tuy đã đoạn trừ mà vẫn còn hiện hành, ở thời sau tâm kia nhậm vận mà diệt, lại đạo phiền não, đạo nghiệp hậu hữu, ở trong hiện pháp đã vĩnh viễn đoạn dứt. Do đoạn dứt kia nên đường lai đạo khổ không chuyển chuyển trở lại, do nhân quả đây vĩnh viễn tận diệt nên gọi là biên khổ. Thêm nữa không có sự vô thượng vô thắng nào khác, trong đây hoặc nhập hiện quán thánh đế, hoặc đè chướng ngại, hoặc vì mau chóng chứng đắc thông tuệ, đắc ý tư duy các sự việc hoàn hỷ, hoặc tu tập như đạo đã đắc trước, hoặc chứng đắc đạo cực thành tịnh và công đức quả. Như vậy gọi là tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian. Lại nghĩa tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian đây nên biết, nói rộng như tướng đã nói ở trên, ngoài thế gian lại không có, hoặc vượt quá hoặc tăng thêm. Như vậy hoặc tất cả chủng thanh tịnh thế gian như trước đã nói, hoặc tất cả chủng thanh tịnh xuất thế gian được nói ở đây, được chung làm một gọi là quả tu. Như vậy hoặc xứ sở tu, hoặc nhân duyên tu, hoặc tu du già, hoặc quả tu, tất cả gọi chung là tu sở thành địa.